Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Giá trị cực tiểu của hàm số fx bằng trừ 3. Nếu chúng ta nhìn vào đồ thị, chúng ta thấy rõ vị trí này là vị trí cực tiểu nè. Tại vì nó là hình như thế này sẽ là vị trí cực tiểu. Còn vị trí cực đại nó sẽ có hình như thế này. Đây là vị trí cực đại nè. Thì chúng ta thấy cực tiểu, chúng ta có trừ 3. Như vậy câu này câu đúng. Câu B, đồ thị hàm số fx có tiệm cận được x bằng trừ 2. Chúng ta thấy rõ giữa trừ 1 và trừ 3 là hai vị trí đó là vị trí cực nha. Thì chúng ta hãy biết rằng giữa trừ 3 và trừ 1 thì chúng ta sẽ có một vị trí này. Thì nó sẽ nằm giữa hai cái số này. Thì chúng ta lấy trừ 1 cộng trừ 3 chia cho 2 thì chúng ta sẽ ra x bằng trừ 2. Như vậy câu này câu đúng nha. Bây giờ chúng ta có x bằng trừ 2 là tiệm cận đứng. Bây giờ chúng ta đẩy trừ 2 sang bên đây là x cộng 2. Như vậy n của chúng ta sẽ bằng số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tất cả các giá trị b và c. Như vậy phương trình fx của chúng ta sẽ thành như thế này. Chúng ta thấy rõ đồ thị này nó đi qua điểm trừ 1, trừ 3. Như vậy có nghĩa là x bằng trừ 1, y bằng trừ 3. Như vậy chúng ta lấy trừ 1 thế vào chữ x, trừ 3 thế vào fx. Trừ 1 tất cả bình phương, chúng ta ra số 1, trừ b cộng c. 2 trừ 1 ra 1, như vậy chúng ta sẽ có 1 trừ b cộng c. Và chúng ta lấy số 1 để sang bên đây, trừ 3 trừ 1, chúng ta ra trừ 4. Tiếp tục, chúng ta đạo hàm lên. Thì chúng ta áp dụng đạo hàm của thương nha. Như vậy, đạo hàm của x bình phương là 2x. Còn này sẽ là chữ b. Tại vì đạo hàm của x ra số 1, c là hằng số, chúng ta ra số 0. Còn x ra số 1, 2 là hằng số, chúng ta ra số 0. Như vậy, mọi người nhân vô rút gọn lại nha. Mình ghi đáp án cái phần này thôi. Nó sẽ ra như thế này. Chúng ta biết, tại vị trí x bằng trừ 1, thì f'x sẽ bằng 0. Thì chúng ta chỉ cần xét cái cục này thôi. Chúng ta thấy trừ 1 vào luôn nha. Trừ 1 bình phương ra 1, trừ 4, cộng 2b, trừ c bằng 0. Như vậy, chúng ta có phương trình hướng 2. 1 trừ 4 ra trừ 3. Như vậy chúng ta đẩy trừ 3 sang bên phải. Chúng ta ra cộng 3. Như vậy chúng ta có phương trình thứ nhất và phương trình hướng 2. Chúng ta chỉ cần bấm máy tính ra. Chúng ta có trừ 1 và trừ 5. Như vậy chúng ta có hai giá trị ở đây. Như vậy chúng ta đã có phương trình fx của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiệm cận sin. Bây giờ chúng ta sẽ chia xuống.
Ở đây chúng ta có x bình phương, như vậy chúng ta sẽ nhân cho x. X nhân x ra x bình phương. X nhân 2 ra 2x. Như vậy chúng ta trừ hai cái phương trình này. X bình phương trừ x bình phương bằng 0, trừ x trừ 2 chúng ta ra trừ 3x. Ở đây chúng ta có trừ 3, như vậy chúng ta xem trừ 3, trừ 3 nhân x là trừ 3x, trừ 3 nhân 2 là trừ 6. Như vậy hai cái cụm này bằng 0, trừ 5 trừ trừ hành cộng, như vậy 6 trừ cho 5 ra 1. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình như thế này, đó chính là x trừ 3 cộng cho 1 chia cho x cộng 2. Như vậy tiệm thuận sin của chúng ta chính là x trừ 3. Như vậy b của chúng ta sẽ bằng 1, w của chúng ta sẽ bằng trừ 3. Như vậy 1 trừ 3 ra trừ 2, mình nhân cái này nó ra là số 4. Tiếp tục cái diện tích màu vàng này nè, mình sẽ đi tìm đáy lớn và đáy bé. Thì chúng ta thấy rõ, đáy bé của chúng ta từ số 0 đến trừ 3 thì đáy bé là số 3 nè. Từ số 0 cho đến số 2 chiều cao là số 2. Còn đáy lớn chúng ta sẽ đi tìm giao điểm giữa hai cái đường tiệm cận. Thì bây giờ chúng ta đã có x bằng trừ 2 và chúng ta có phương trình tiệm cận sin. Thì chúng ta hết trừ 2 vào đây thì chúng ta sẽ có là trừ 2 trừ 3 là trừ 5. Như vậy từ vị trí trừ 2 này nè, thì chúng ta thấy rõ từ số 0 cho đến trừ 5 thì chúng ta có số 5. Như vậy chúng ta có công thức diện tích của một hình thang, đó chính là đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao chia 2. Chúng ta ra 8. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.